Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với Thánh Đế khổ, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với Thánh Đế tập diệt đạo, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn niệm trụ, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn tịnh lực, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tám giải thoát, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp môn giải thoát không, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với năm loại mắt, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với sáu phép thần thông, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với 10 lực Phật, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không quên mất, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với tánh luôn luôn xả, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với trí nhất thiết, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả dự lưu, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với quả nhất lai bất hoàn A La Hán, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị độc giác, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thọ tưởng hành thức, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn xứ, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý xứ, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc xứ, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn thức giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn xúc, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý xúc, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với địa giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thủy hỏa phong không thức giới, chẳng sanh chẳng diệt mà học?
Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với vô minh chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh nữ Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không nội chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với chân như chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với thánh đế khổ chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn niệm trụ chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn tịnh lự chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tám giải thoát chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp môn giải thoát không chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với năm loại mắt chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với sáu phép thần thông chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với mười lực Phật chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không quên mất chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với tánh luôn luôn xả chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với trí nhất thiết chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả dự lưu chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị độc giác chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng sanh chẳng diệt mà học? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với địa giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với vô minh chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không nội chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với chân như chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học.